Vấn đề số 11 đó là áp dụng triệt để. Triệt để quản trị rủi ro. Cho nên ở 10 cái đầu là mình tấn công, để mình tấn công lại cái dịch bệnh này. Còn lại là cái phần phòng thủ vẫn phải tiến hành song song với nó. Ở trong cái quản trị rủi ro nó có hai cái hòa thị. Hòa thị số 1 và hòa thị số 2. Xong cái chị mới, tôi mà là chị mà tôi sai mẹ ông phó lại sai thằng khác, mẹ mày ra lại cái thằng ôn này. Mẹ công ty mình làm được cái gì rồi? Thì cái buổi học nó tác dụng lắm. Một, ngừa. Hai, xử. Mẹ cái dứt khoát. Quản trị rủi ro tức là ngừa rủi ro. Mà ngừa mãi rồi nó cứ xảy ra. Mẹ xảy ra thì bố mày xử. Cứ thế mà làm. Mẹ đừng hỏi ta nữa. Đấy. Thế thì ngừa của nó là thế này. À, ngừa này. Một, quỹ dự phòng rủi ro. Kiểm tra lại đi. Và nếu cần anh lên cho tôi một cái danh mục có thể bán được cái gì. Và trong danh mục của tôi, kể cả vợ tôi cũng nằm trong danh mục, nếu tôi lâm trận là tôi sẽ bán. Nhưng vừa rồi thì tôi phải loại ra bởi vì thanh khoản nó không có. Mẹ, trả là mẹ nó mua. Mẹ cái mẹ lúc lâm trận không có gì, không có khả năng là con bán được là có tốt. Thứ hai là bảo hiểm. Cái gì cần, các anh chị sẽ thấy bảo hiểm nó lợi hại chứ nào. Cái số 3 đó là phân tán rủi ro. Lúc này đúc trứng vào một giỏ là chết đấy. Tiếp theo, sáp nhập nếu cần. Thế thì những cái danh mục này không có thôi, các anh chị loại là các anh chị đừng chửi thôi. Phải bàn đến điều đó. Tiếp theo đó là tăng vốn. Những cái gì mà mình thấy không được, họ hội đồng quản trị công ty này mẹ thằng này nó không hiểu, các chị đánh tiêu sao loại. Thế thì cuộc họp nó chỉ còn lại bốn cái đầu dòng thôi, ví dụ thế. Tăng vốn. Tiếp theo, thay đổi hệ thống quản trị. Đấy. Thay đổi hẳn mô hình, mẹ dẹp mẹ phòng nổi ghép hàng cái này nhanh cơ quan của mình đấy. Đấy. Tiếp theo, những danh mục tài sản có thể bán. Mà hoặc nếu nó không cần, hoặc nếu nó cần mà mình vẫn thuê lại được. Tất cả ở thế chuẩn bị nó gọi là quản trị rủi ro mà đi. Đấy. Tiếp theo, đó là phải có những giải pháp ngay. Giải pháp ngay. Thì cái giải pháp ngay này nó liên quan tới 7 nhân tố. Nhưng mà tí tôi sẽ nói về tài chính. Ví dụ giảm tồn kho. Thì hiện nay tình trạng của bất động sản, tí tôi sẽ nói một tí, mất một phút thôi. Thì vẫn xấu nhất là tồn kho. Tồn kho mà nếu là thành phẩm, mẹ bây giờ bố mới còn có lợi nữa là khác. Mẹ cùng đang thiếu thế này. Nhưng cái khốn nạn nhất của bất động sản là tồn kho bán thành phẩm. Cho nên là không nhanh chóng mà giảm được là chết. Giảm, tập trung vào giảm cái khoản phải thu, ví dụ thế. Và 7 yếu tố nữa, tí tôi sẽ nói. Nhưng mà mình phải có giải pháp rất cụ thể. Nhưng mà bây giờ nó ép thì làm mẹ cả đêm. Mẹ anh đam anh làm đâu có thức đêm. Lúc này thì còn giờ mới giấc như này. Chứ đúng. Nếu là công ty của tôi sẽ làm. Mà cái gì hỏi anh Trọng, mẹ tôi làm gầm rú thôi. Ý như rằng là có kết quả. Đó. Tiếp theo đó là danh mục những tài sản không sinh lời. Hai chấm dẹp những động tác thừa. Những tài sản nào quyết toán sau kể cả lỗ thì mẹ dẹp mẹ đi. Mẹ cái phân khúc này không chơi. Thế nếu không dính thì thôi. Đấy. Tiếp theo, chúng ta đang ngừa mà đi. Nếu cần
thì phải giảm quy mô sản xuất lại. Đấy, nó có những thủ đoạn ấy người ta gọi là lừa. Nó cần đến sức não của tất cả mọi người. Khi tôi nêu vấn đề ra, mọi người có ý kiến rồi, đúng không? Việc số 2 là xử. Ngừa là những giải pháp mang tính kinh doanh mà không dùng luật. Đấy là ngừa. Giải pháp kinh doanh mà không dùng luật. Còn đã xử là dùng luật. Cho nên những cái gì nằm trong cái mục mà liên quan tới luật thì mong các anh chị triển khai ngay thôi. Chơi sát bán cũng phải chơi, các chị ạ. Đòi được số nào là chơi số đó. Từ ra đòn liên tục, các chị ạ. Thì đấy chính là cái mà rủi ro mà các anh chị cần phải làm. Thế trong tổng thể những việc này nó đều liên quan tới chuyện tiền cả. Thế thì xong hết ba cái nội dung đầu thì bây giờ đến nội dung số 4 là nội dung tiền. Thì tôi không hiểu là các anh chị nói về tài chính thì nó liên quan tới cái gì? Nếu là kiến thức cơ bản hay lắm, nhưng mà lúc nước sôi lửa bỏng thế này cơ bản cái mẹ gì? Thì bây giờ nó có hai cái trạng thái. Một là chơi cơ bản. Hai là trong những điều kiện thế này, các anh chị phải giữ bằng được các cân đối. Thế thì cho tôi chủ động. Sau đó các anh chị, tôi mới dành thời gian ra một tí, các anh chị hỏi tôi trả lời. Nội dung số 4, tài chính. Và bây giờ thì chị Mẫu Trí đưa cái đội hình tài chính lên đây học, tôi cho là đúng lắm rồi. Thì các bộ phận của các anh chị là cái bộ phận nó có cái chất tư vấn cho ban lãnh đạo. Thế mình ở trong cuộc là mình hiểu biết ở cái cụ thể đó, thì mình tư vấn cho ban lãnh đạo, người ta sẽ chỉ ra. Nhưng đứng về mặt tài chính thì chúng ta lần lượt đừng nóng vội. Và tôi nhìn đồng hồ tôi biết vẫn còn thời gian. Mục A, chiến lược tài chính. Lúc này các bộ phận tài chính nên góp ý. Rủi ro, nó có chiến lược rủi ro. Tức là em chơi rủi ro cao thì lợi nhuận cao ở ngược lại. Vậy thì chiến lược tài chính nó cho là, à, chiến lược rủi ro là cao tới mức nào? Chiến lược công ty là đạt được mục tiêu gì trong sứ mạng? Và dùng thủ đoạn cách thế nào? Còn chiến lược tài chính đó là làm sao với số tiền không nhiều nhất mà lợi nhuận nhiều nhất so với thằng cùng ngành. Hai thằng cùng bỏ ra 100, cùng bỏ ra ngày 1 tháng 1, nhưng mà sau 1 năm nhà bố mày quay được 5 vòng, mày quay được có 1 vòng thì bố mày sử dụng tiền gấp 5 lần mày. Làm thế nào để đạt được điều đó? Thì đầu tiên nó có tư tưởng chiến lược cái nào, các anh chị ạ. Cho nên là các anh chị đừng có vội. Vậy trong điều kiện hiện nay, đừng nghe mấy cái thằng này. Lúc thì ông nói cái này, lúc thì ông nói trèo bài ra cái khác. Tư tưởng tài chính của công ty mình phải là tư tưởng nào? Thì từ cái tư tưởng này nó sẽ quyết định từng cái động tác hạch toán một. Thì tư tưởng tài chính ấy, nó sẽ có những tư tưởng sau đây. Chiến lược tài chính, hoa thị số 1. Chiến lược nguồn vốn. Tôi không hiểu các anh chị nguồn vốn có bị thiếu không? Thiếu thì quy co mẹ quy mô này. Bây giờ không muốn quy giảm quy mô thì nó bị thiếu. Thế giả sử nó bị thiếu thì các anh chị làm thế nào cho nó hết thiếu? Thì người ta gọi đó là chiến lược nguồn. Có rất nhiều kiểu cho nó khỏi thiếu. Thì bố mới đi vay. Thì đi vay là một kiểu thôi chứ đâu phải tất cả. Cứ nói đến thiếu là các bố nói đến ngân hàng chán bo mẹ. Vậy thì thưa các anh chị, về chiến lược nguồn nó có những cái thủ đoạn sau đây. Thì cái này quyết định bởi từng công ty một.
mà không được nữa thì đành phải bãi đầu tư, chuyển sang kinh doanh cái nghề khác để vốn ít hơn hoặc thu hẹp quy mô lại hết. Người ta gọi là bãi đầu tư, không phải là sống. Nhưng muốn giữ quy mô thì nó gồm có những động tác sau đây, các anh chị thử chọn nhé. Một, phát hành cổ phiếu. Nhưng tôi xin khẳng định các anh chị, không phải là tất cả, nhưng nó là một cửa. Thì nó có hai kiểu. Một kiểu là đại chúng, thời gian thế này bố nào mà đi chi tiết. Một kiểu là riêng lẻ. Ví dụ ban lãnh đạo các anh chị bàn dẹp mẹ cái này đi, ok, nhưng vốn phải tăng. Nhưng đây là một cửa. Thế cửa này không được thì đi cửa khác. Cửa thứ hai thì mẹ phát này khó quá, thì bây giờ nhà nước giúp nổi bật thì mẹ các công ty nó lạm dụng, vì nó đánh vào cái lòng tham của kẻ ói tiền ra, đó là phát hành trái phiếu. May chết thì mẹ thằng nào mua mà cái bảo kê của nhà nước về cái tờ giấy này ấy, sắp tới mày chết mẹ. Mẹ gửi ngân hàng một năm trời lòi mắt ra thì mẹ 8%. Bây giờ mày đừng gửi ngân hàng, mày gửi mẹ Phúc Khang Anh ấy, anh cho mày một năm 20%, chơi không? Chơi. Thì mẹ thằng này tao trả được không, tao biết gì mẹ, ít nhất là bố có tiền lại. Đấy là một cửa. Và phát hành cổ phiếu thì mẹ chua lắm. Thế là cái này liên quan này, tùy các chị nhé. Bây giờ không chơi thế. Bây giờ chơi tiếp theo, đó là vay ngân hàng. Vay giảm. Mà theo tôi được biết ấy, thì các anh chị biết rằng ngân hàng sẵn sàng, thằng nào không là không, mà thằng nào có là cứ có. Thế tùy vào cái thế cờ của mình chơi kiểu gì. Nghe mẹ thì ba thằng mặt giặc, mẹ ngồi ở trên phát dự án này tốt, anh chốt vốn thì tốt hơn cái mạo cụ mình. Mày biết mẹ thế nào là tốt. Một chữ tốt không học 4 năm chưa chắc đã khẳng định được. Vơ va vơ vẩn. Bây giờ tiếp theo vẫn không được. Thôi giờ em phải có một cái miếng đất để em làm trụ sở đi, thì người ta gọi là thuê. Thuê tài sản. Đấy. Vietjet Air 100% là máy bay thì thuê hết, nó mua là mẹ mệt. Nhưng của mình cái nghề này thì của mình ấy, nó phải là những anh kinh doanh bất động sản dạng khác đó, thì nó thuê cũng được. Bây giờ tiếp theo, chiếm được vốn của tôi đó là vay. Chứ không phải vay ngân hàng, vay người. Thấy chưa? Vay người mua. Thôi bây giờ này đi, mẹ tập dụng cái nhà nước, mẹ bố mà xây xong cái này, mẹ đưa mẹ tiền bố mày. Bố mày khai thác tối đa ở cái khía cạnh này. Đấy là chiến lược của chúng tôi. Thế tùy các chị, thì bây giờ lên cà phê ép cho nói là công ty phải lên cái bảo bố mày muốn rằng một hoàn cảnh trên đời nào có thể nào chiến lược giống thế nào. Bây giờ vẫn không được. Tiếp theo, chiến lược nguồn của tôi là liên doanh và liên kết. Liên kết. Thưa các anh chị, là các nước thì cái này nó nhiều nhất. Nhưng người Việt Nam mình cái tính hợp tác nó thấp, cho nên là của mình cái này nó kém. Người ta gọi đây là quá trình tích tụ tư bản. Con đường nhanh nhất là hai thằng sáp là một. Mà hai cái giọt nước ở trên mặt kính ấy, nó chạy tắt phát thì vẽ tay xong. Đó. Không có công ty nào giống công ty nào. Nhưng mọi khả năng mình phải bán hết, cái nào cũng được. Chơi phương pháp loại trừ, loại. Vậy thì ban lãnh đạo của công ty cộng hội đồng quản trị thì mẹ để tay lên bàn, 5-1 là sống, 2 là chết. Nếu chìm cùng chìm mà nổi cũng nổi, dễ chọn lấy một phương án hoặc là tổ hợp 3 phương án như thế. Tiếp theo đó là sáp nhập và mua lại. Tức là mình chơi tất luôn. Còn liên doanh liên kết là chơi từng ván, chơi từng cái dự án một. Và con đường cuối cùng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Và con đường cuối cùng để các anh chị chọn cách tăng vốn trong điều kiện này hoặc là bất cứ điều kiện nào, đó là tăng nội sinh. Tăng nội sinh có nghĩa là hiện nay có ngân hàng với cả các công ty nó làm nhiều lắm. Tăng nội sinh nghĩa là thì mẹ chia cổ tức bằng không.
tất cả đại hội cổ đông chơi không? Mà không có đại cổ đông thì năm anh em mình có vốn thì mẹ thôi, tổng cộng lãi sau khi phải toán xong hết kỹ rồi, mẹ tất tần tật không lấy về xuống nào cả, để lại công ty làm tăng vốn được chưa? Trường Doanh Nhân PR.